Bạn có biết ý nghĩa ngày lễ Valentine không? Trước tiên xin bạn hãy nhớ Valentine là một vị thánh đạo Công giáo. Ngài tên là Valentine và tử vì đạo vào ngày 14 tháng 2 năm 269 sau Công nguyên. Và vì sao ngài lại mất thì chúng mình cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thánh Valentine thành Rome, Saint Valentine of Rome là một vị giám mục trong đế chế La Mã. Ngài đã phụng sự cho các Kitô hữu, đạo Công giáo. Dưới thời kỳ trị vì của Hoàng đế Claudius đệ nhị, đế chế La Mã tham gia vào rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu. Nhà vua rất khó khăn trong việc tuyển mộ quân lính. Claudius bạo chúa nghĩ rằng, đó là do đàn ông còn bận tâm về gia đình vợ con nên mất hết ý chí, thay vào đó, những người đàn ông trẻ độc thân thì chiến đấu sẽ tốt hơn. Kết quả là một đạo luật hà khắc ra đời, ông đã cấm tất cả đàn ông được kết hôn. Đạo luật đi trái với ý chúa và dân tình nên gây ra nhiều phẫn nộ. Trước tình cảnh đó, một vị linh mục nhân ái tên Valentine đã bí mật tổ chức hôn lễ cho nhiều cặp tình nhân trong nhà thờ. Sự việc bại lộ, vị linh mục tốt bụng bị bắt giam trong mục, nhà vua ra lệnh rằng Valentine phải từ bỏ đức tin của mình, nếu không ông sẽ bị đánh đập và bị chặt đầu. Valentinus từ chối và lệnh của Claudius được thực hiện trước khi bị xử tử bởi hình phạt dã man là chém đầu, kéo lê sắc khắp thành. Điều kỳ diệu là thời gian sống trong ngục tối, trước khi bị chém đầu, ngài đã phục hồi thị giác và thính giác cho con gái Julia quản ngục của mình. Trước khi ra pháp trường ngày 14 tháng 2 khoảng năm 270, ông đã gửi cho Julia một tấm thiệp ký tên Dan Vosco Valentino, from Giovanni Valentin. Cảm động trước lòng tốt của vị linh mục tốt bụng này, ngày lễ Valentin ra đời với ý nghĩa tưởng nhớ những công lao của linh mục Valentin trong việc bảo trợ tình yêu con người. Và bức thư cũng được cho là đã truyền cảm hứng cho những thư tình lãng mạn ngày nay. Vào khoảng năm 350, một nhà thờ đã được xây cất nơi ngài ở đạo khoảng hai thế kỷ sau ngày ngài tử đạo, vào năm 496 sau công nguyên, giáo hoàng Gelaeus đã quyết định lấy ngày 14 tháng 2 là ngày lễ cho các cặp tình nhân, ông đã chọn thánh Valentine là thánh quan thầy của ngày lễ này. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và sô cô la. Ngày nay nếu các bạn muốn mua cây piano làm quà tặng hãy liên hệ ngay nhạc cụ antonmusic.com hoặc qua Zalo 0963166238 nhé.